Tổ tuần tra của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ một đối tượng nghi vấn tàng trữ, vận chuyển chất ma túy trái phép. Tổ tuần tra kiểm soát của tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại đường Cộng Hòa thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trong quá trình điều tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy của đối tượng này có một bao thuốc lá chứa 50 viên thuốc hình trái tim, nghi vấn là ma túy. Tại cơ quan công an, đối tượng Huỳnh Kim Hoàng, 32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh khai nhận đã mua ma túy và đang trên đường đi giao cho các quán bar thì bị bắt giữ. Chiều mùng 2 tháng 7, căn nhà trên đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người dân phải một phen hoảng loạn. Trước đó, cột bốc lên cao, khói kèm theo mùi khét. Nghe bà con hô hoán, hai vợ chồng bán cà phê ở tầng trệt chạy ngay ra khỏi nhà kêu cứu. Nhân viên tiệm vàng và tiệm mỹ phẩm, phụ liệu tóc ở bên cạnh mau chóng di rời đồ đạc, tài sản giá trị ra ngoài. Vụ cháy khiến xe cộ qua lại nơi đây ùn ứ. Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Sự việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản tại tầng 1 của căn nhà bị thiêu rụi. Vụ việc xảy ra khi chị Tuyết đang bán hàng tại tiệm điện Hoàng Thịnh Phát trên đường Phan Thị Rằng, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, thì có hai đối tượng, một nam một nữ, đến mua một cái ổ khóa trị giá 40.000 và trả tiền mệnh giá 500.000 đồng. Mặc dù hết sức cảnh giác và kịp thời lấy lại được cọc tiền, nhưng khi hai đối tượng ra về, kiểm tra lại, chị Tuyết phát hiện đã bị lấy mất 5 triệu đồng. Tương tự tại công ty tinh học Viễn thông Phúc Vinh, số 930 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Cùng với thủ đoạn trên, hai đối tượng khác đã lừa lấy được 3 triệu đồng. Để có tiền chia nhau tiêu xài, Bùi Tá Hùng, trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, cùng hai đối tượng khác đã đến các hộ nông dân ở tỉnh Phú Yên, giới thiệu là nhân viên của công ty điện lực đang tìm thuê đất trồng trụ điện với giá 3 triệu đồng một tháng và sẽ thuê trong 3 năm. Nếu bà con đồng ý cho thuê đất thì ký vào hợp đồng và phải đưa trước cho các đối tượng từ 3 đến 5 triệu đồng để đặt cọc. Với thủ đoạn này, Hùng và đồng bọn đã lừa đảo trót lọt 3 vụ. Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đã thu giữ 13 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 1 xe mô tô cùng một số giấy tờ khác, đồng thời tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại để xử lý.